Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đó là tiếng trầm B3, mã là 815 plus 340, mặt trước rất là cao cấp. Về với anh Quyền, anh Quyền anh ở Hải Phòng ạ. Vâng, anh đã thanh toán hết cho bên em rồi ạ. Vâng, anh lấy thêm hai sản phẩm nữa, đó là âm ly 506 của Trung Quốc và một cái sub B3 mã là 340, model là 815 plus, và bên em có tặng anh cái áo mưa là món quà trưng khách hàng ạ. Và bên em đang test chiếc gửi cho anh ạ. Vâng, 340 phía bên trong đây ạ. Vâng, đang đánh, bên em đang test rất là cẩn thận. Đây là hàng cao cấp. Vâng, đây là 340 phía trong đây ạ. Công suất cực khủng là 700W ạ. Vâng, tiếng trầm rất hay, rất gọn. Đặc biệt dòng B3 được thiết kế màu vân gỗ cực kỳ là nổi trội so với các cái dòng B3 màu đen, rất là tinh tế và sang trọng. Vâng, thì đó là tiếng trầm đang đánh của cái súp B3 đây ạ. B3 mã là 815 plus, công suất của nó 700W, công tải tần áp ứng được từ 20Hz đến 150Hz. Vâng, tem chính hãng độc quyền đấy ạ. Vâng, đây là phía sau và được bo viền ở cái bảng mạch phía sau rất là tinh tế để tạo cái độ nhấn ở cái bảng mạch. Vâng, dòng súp nó đánh rất là hay, uy lực tái tạo của cái giải siêu trầm cực kỳ là tốt. Đây các bác nhìn các đường bo viền rất là sắc nét. Chỗ nào cần tinh tế, chỗ nào cần tự tinh xảo đều có hết trong cái súp B3 815 plus 340. Vâng, màu vân gỗ bên em trong nhà quay nó hơi tối chứ nhìn thực tế bên ngoài nó đẹp lắm ạ. Vâng, thì đây em tắt đi ạ. Vâng, cái dòng này là dòng khá là hay về chất lượng, về giá thành, thực sự là đều tương ứng tất cả và phù hợp với những đôi tai khó tính nhất để tái tạo giải siêu trầm cho những đôi tai, những người tính tai trải nghiệm. Ta nghe dòng không nghe cả. Vâng, em tận bật đấy. Đây em mở lên đi ạ. Đó, rất là hay, rất là sâu, tái tạo âm thanh rất tốt. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ cái máy lưng tiếng tê đeo Cotic, tổng mã là CB600 ạ. Và một cái vang cơ lai số Zia KM5FX và một cái đẩy 4 kênh 4850L và 1 đô la WeWord VA12. Vâng, ngoánh rất sâu luôn ạ. Rồi, cái dòng này thì thực sự là không gian 50m2 trở lên đánh vô tư, công suất quá là khủng, tiếng trầm sâu và những cái sự nổi trội. Đặc biệt cái dòng này công 4 sò và nguồn xuyến 2 tụ và đặc biệt là từ két từ giật cấp và có cả tem chống hàng giả đấy ạ. Và tất cả những cái tinh tế, những cái công nghệ hiện đại đã được tích hợp trong cái trầm B3 815 Plus. Đây là phiên bản rất là đặc biệt của B3. Cho to đi. Nói chung để nói giải siêu trầm chất lượng tốt thì nó phải nổi trội, tách biệt được với cái giải bass của những đôi loa. Đó là những cái trầm đáp ứng được tiêu chuẩn. Rất là uy lực. Các bác nhìn là cái hàng rất là sắc nét, đảm bảo những tiêu chuẩn quốc tế như khung thép bảo vệ bát, ở những giòn bát rất to, vân cao su tinh khiết. Còn một nữa cảm ơn anh Tuyền nhé. Anh Tuyền anh lấy bên em khá là nhiều sản phẩm. Bây giờ anh đã quay trở lại với một cái số B3 340 mặt trước
mã là 815 Plus và một hai cái âm ly 506 hàng Trung Quốc. Và đặc biệt cái dòng này thích hợp nghe nhạc bolero, nghe remix, hát karaoke rất là tuyệt vời. Vâng, một lần nữa em xin phép anh Tuyền, em được bỏ ra trên nhân viên đóng hàng. Vâng, sản phẩm của anh hoạt động rất tốt anh nhé. Vâng, bên em còn test hai cái âm ly nữa. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và chúc anh Tuyền và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Đây là e căng lụa đấy ạ, rất là dày, cứng cáp, và rất là mịn ở cái căng lụa này, nó được thiết kế bởi những cái lỗ, nó cho ra cái tính trầm được lan rộng hơn.